Nhờ chị rồi. mới về á. Dạ Không, em chị về chứ phải chị về luôn đâu à, nghe cưng mấy cưng. dạ em chào anh chị nha. Ừ. Chào em. Dạ rồi thì anh trai lần trước là có về đây nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc đi tìm vợ một Đúng. lần rồi đúng không ạ? Đúng. Và hôm nay thì vợ của anh đã quay trở về rồi đúng không? Đúng. Dạ rồi thì em chúc mừng anh nhá. Dạ. Vừa rồi thì cảm giác của anh hiện tại thì như thế nào? Cảm giác vợ quay về mừng. Rất là mừng đúng không Dạ. ạ? Và anh cảm giác thật sự hơn thì anh cứ chia sẻ thật sự đi. Dạ không biết nói gì, vợ về mình rất là mừng, là vui. Mừng và vui đúng không Dạ. ạ? Dạ em chào chị. Ừ, Dạ vâng chào thì em. em xin phép được hỏi chị tên là gì? Chị tên Nga. Chị tên Nga ha, là chị là vợ của anh. Là vợ anh Dũng. Là quê mình, quê bên chồng là ở Ở Bến Tre. Bến Tre ha. Thì vừa rồi chị có xem được một cái clip đúng không ạ? Và Chị chị đã thấy cái clip đấy ừ. và chị quay trở về đúng không ạ? Thì trong toàn bộ câu chuyện cái clip mà chồng của chị chia sẻ thì có đúng hoàn toàn sự thật không? Không. Dạ không đúng chỗ nào, và chị có cái gì khúc mắc và bức xúc thì em mời chị chia sẻ ha. À, chồng chị trong khi lên mà nhờ bên anh Hải đăng clip á Dạ. thì có nói chị là có nói anh bên 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 nhà là bên chị là thiếu nợ, Dạ. mà nói là chị anh thiếu nợ rồi chị bỏ đi trốn Dạ. đi. Dạ. Nhưng mà sự thật đó là chị không có trốn đi, Dạ. mà không cũng không trốn đi theo ai, mà cũng không mà trốn nợ. Dạ. Chị chỉ là đi kiếm tiền, đi làm thì có tiền để trả cái số nợ đó thôi. Nhưng mà trong khi anh nói vậy nên là chị Bức xúc nay đúng không ạ? bức xúc, nay chị lên đây để cộng đồng mạng mà chị nói rõ để cho cộng đồng mạng hiểu chị hơn. Dạ, tức là trong cái thời gian vừa qua mà những ngày chị vắng mặt ở quê, gọi là tạm xa chồng con đi chị ha, là chị đi ở thành phố ở chỗ nào chị? Chị đi quận 12. Dạ là chị đi tìm công ăn việc làm đúng không ạ? Để kiếm tiền về chị, để chị trả cái số tiền nợ ở đấy đúng không ạ? Đúng. Để lo cho chồng cho con, phụ giúp chồng đúng không ạ? Như chị chia sẻ thì anh không cho chị đi làm đúng không? Không, đâu nếu nói đúng ra thì anh không cho chị đi làm. Dạ, lý do gì mà anh không cho chị đi làm? Cũng chắc là cũng ghen, chắc là Ghen ạ. cũng sợ mất vợ. Nói Dạ. chung là vậy, nhưng mà chị thấy trong nhà nhiều khi đi làm ở nhà thì cũng chẳng có tiền bao nhiêu. Dạ. Cho nên là chị nói chung là chị cũng nói thật, chị cũng trốn. Dạ. Chị anh đi làm là chị trốn đi. Dạ. Nhưng mà gia đình chị thì chị biết. Tức là không có gọi là trốn chồng để đi làm để phụ giúp gia đình chứ không phải là trốn nợ đúng không ạ? Không phải là trốn nợ, Anh nói thẳng trai. là không bao giờ trốn nợ. Dạ anh trai, chồng của chị. Tại sao mà vợ của anh không có trốn nợ mà anh lên đây anh chia sẻ với cộng đồng là vợ của anh là trốn nợ, bỏ đi? Tại vì thấy vợ mất não á thì mình nghĩ là vợ mình tốt vậy thôi, mình nói vậy thôi. Anh không có được nói như thế. Anh là chồng thì anh phải là người hiểu rõ nhất về vợ của anh. Và anh chia sẻ như vậy là toàn bộ cô chú cộng đồng mạng sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm về vợ anh. Vậy Đúng thôi, ạ. tôi hồi tới đây tôi xin lỗi cộng đồng mạng, Thôi. nói xấu gì vợ tôi xin lỗi. Bây giờ này cái người mà anh xin lỗi đầu tiên á là vợ. Đúng Rồi, ạ. thôi Rồi, vợ anh nói. xin lỗi vợ, anh xin lỗi chân thành nào. Dạ vợ ơi, không có gì anh nói sai gì em cho anh xin lỗi. Từ đây vì sao anh không có nói gì nữa. Em tha thứ cho anh nhiều. Rồi chị có tha thứ cho anh không? Rồi chị cũng nói cũng như là mình cũng nói với cộng đồng mạng, giờ mình cũng tha thứ cho chồng mình một lần. Dạ. Cũng như là lần đầu cũng như lần cuối. Dạ. Tức là trong quá trình mà thời gian mà hai vợ chồng mà chung sống với nhau đúng không ạ? Là cũng có đầu tư như anh chia sẻ là chăn nuôi heo hay gì chị? Đúng rồi. Nhưng bị thua lỗ. Và chị có vay cái số tiền là bao nhiêu? Cũng như bây giờ thì là 80 triệu thôi. Nhưng mà cái số tiền đã vay là chị vay giấu hay là chị có cho anh biết không? Không thì hai vợ chồng vay mà. Ồ, thế anh trai lại chia sẻ sai nữa rồi. Đấy, nói 80 triệu là 80 triệu là hai chồng cùng vay, còn cái số mượn mượn tiền bên Bao nhiêu? ngoài á Ba mấy chục triệu nữa mà đúng được không? 30-40 triệu bên ngoài nữa, bốn năm chục triệu đó là cái tiền hụi của tiền chị. hụi À, tiền hụi. Tiền hụi với tiền bên ngoài Do tiền hôm trước chồng của chị lên đây nhờ anh em đi tìm chị, có chia sẻ thông tin, nhưng mà hình như chồng của chị chia sẻ thông tin nó mập mờ lắm. Nên mà khi mà chị xem được cái video đấy đúng không ạ? Chị bức xúc. Đúng ra chị rất bức xúc, chị giận lắm, giận chồng dữ lắm, chị không bao giờ tha thứ cho anh. Nếu mà chị ấy là suốt đời này chị không tha thứ cho anh, Dạ. vì biết sao không, lên cộng đồng mạng, lên cả nước cả thế giới này biết Dạ. chị là vậy á. Hôm nay chị lên đây là cũng như là chị cố gắng nhiều lắm, chị can đảm nhiều lắm Dạ. á. Chị muốn
mới lên đây để nói rõ cho cộng đồng mạng. Nếu mà chị không chị có không... thì mình cũng cứ phải lên mình nói để cộng đồng mạng hiểu rõ về chị hơn. Ừ. Bởi vì nếu mà chị mà cứ im lặng thì cộng đồng mạng sẽ hiểu sai về chị. Chị phải lấy cái danh dự cho chị. Đúng chứ, rồi chị trong ạ. Khi á chị đi làm chị lo cho gia đình thôi mà. À, nói chung là cũng không có phải là mình trách cái anh này. Dạ. Nhưng mà anh này anh mà cái kiểu như là suy nghĩ nông cạn. Dạ. Cũng như là không bao giờ mà hiểu được cái cảm xúc của mình, không thể bao giờ mà hiểu được cái đó là cái gì sai hay là cái trái để mình ấy, cho nên là chị bức xúc lắm. Rất tức bức lắm. Xúc luôn ạ. Chị tức quá trời luôn. Chị đi được bao nhiêu ngày rồi thì chị về chị ha? Chị đi hôm mùng 9. Mùng 9 Tết ha? Ừ, mùng 9 Tết là thì khoảng được bao lâu? Mùng 10. Là lúc thời gian đấy chị có liên lạc về nhà không? À, nói chung là chị cũng liên lạc với mấy người bạn. Dạ. Ừ, nhưng mà với chồng thì không có. À, anh cũng gọi nhưng mà mấy ngày sau chị mới nhắn tin lại. Dạ. Ừ, chứ chị không cũng không phải nói sao, nhưng mà cái kiểu như là mình chủ ăn việc công an việc làm của mình. Dạ. Mà cứ chồng tối ngày cái điện hoài rồi làm sao mình làm. Dạ, rồi là không? Em xin phép được hỏi là gia đình nhà mình được mấy bé chị ha? Chị hai bé, con nhỏ lớn thì nó nay nó có con rồi, nó là được 1 tuổi rồi. Dạ, con còn bé nhỏ thì nó 9 tuổi. Dạ, nhưng mà chị có liên lạc về để gặp con không? Có thì lúc nào mà có cha nó gọi á là cũng có liên lạc đúng không? Nói chuyện với nó được một xíu chứ chị đi làm thì nhiều khi chị đi vậy á chị cũng không muốn nói chuyện này, con nó buồn. Dạ. Nó nghe mình nói chuyện rồi nó cũng khóc, buồn ha. Nó khóc. Ừ. Tức là dẫu biết rằng là kinh tế khó khăn. Ừ. Và chị đi làm ăn xa nhà đúng không ạ? Ừ. Nhưng mà chị rất là thương nhớ con đúng không ạ? Ừ. Nhưng chị phải gọi là nén cái đau thương đó lại đúng không ạ? Ừ, để mà rồi. Đi kiếm từng đồng từng cắc về để mà lo để trả nợ cho người ta đúng không ạ? Ừ. Là chị không có giật nợ đúng không ạ? Không, không. Dạ. Chị thề. Dạ. Là chị không bao giờ chị giật nợ của ai hết. Mồ hôi dạ. Nước mắt của người ta mình mượn mình vay của người ta. Dạ. Phải trả. Dạ. Nhưng mà cái này á chị đi làm thôi, ở nhà thì làm bao nhiêu tiền em? Không, ở quê nó đâu có bao nhiêu tiền đâu. Đúng anh rồi. Nên anh cũng nói đó. Mình đầu tư nơi chăn nuôi heo với cái gì nó mà lỗ. Rồi á bây giờ chị đi cũng không bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà trong khi á, gia đình nhiều cái nó cũng mệt mỏi nên dạ. Là chị muốn đi cho nó khuây khỏa rồi á, vài ba tháng thì chị về. Gọi là chị bị áp lực. Ừ đúng. Áp lực vừa áp lực gọi là áp lực kinh tế ha. Ừ đúng rồi, rồi áp lực về gia đình nữa. Áp lực cả gia đình. Ừ. Chị là... có thể chia sẻ một xíu nhỏ về áp lực gia đình không? Áp lực gia đình á, thì cũng về chồng thì cũng không có áp lực gì mấy, nhưng mà vì con rồi vì cái kinh tế của gia đình mình đó, tức là điều kiện kinh tế của anh và chị đúng không ạ, rất là khó khăn đúng không ạ. Cho nên là chị cũng bức xúc nhiều cái, cho nên là chị nói món ra đi cho nó thanh thản một chút xíu thôi. Yeah. Nhưng mà không ngờ là chính cái người chồng của mình lại đưa mình lên trên cộng đồng mạng cho. Nhưng mà chị gái em có cái ý này, nhưng mà sao hai anh chị không ngồi lại với nhau rồi mình dự tính những cái kế hoạch để mình làm ăn, để mình trả nợ? Thì cũng có nói, nhưng mà anh thì cái chỗ chị thích, chị này món cho anh làm thì anh không thích. Còn nếu mà cái chỗ mà anh thích thì chị lại không thích, cho nên là cũng chẳng có hợp nhau. Tức là không có một gọi là chung đường ý tưởng ha. Ừ, gọi là không có một cái ý chung ha. Ừ. Tức là chị thì muốn đi làm. Ừ. Nhưng mà anh không chịu đúng không ạ? Đúng rồi. Mà số tiền thì nợ hơn 100 triệu thì chị thấy số tiền đấy lớn không? Chị trong lớn chứ em. Lớn hơn 100 triệu mà quê là rất là lớn. Đúng rồi. Lo toan rồi áp lực đủ điều đúng không ạ? Nên mà chị quyết định là chị giấu chồng. Ừ, để chồng. Chị đi làm. Chị anh bảo là thôi em ở nhà đi, đưa con đi học. Nhưng mà chị có ý định đã lâu. Nói chung là vậy á, chị nói thẳng nói thật chứ chưa bao giờ chị nói mà xạo nói láo với ai. Dạ. Thì bắt đầu chồng đi làm á, chị mới là đi thôi chứ. Dạ. Trong khi mà nhiều khi rồi muốn đi mà chồng cho không cho đi thì dạ. Rồi mình sao mình đi được, cho dạ. Nên là phải trốn. Dạ. Đó, nói chung là trốn đi. Tức là chị trốn là chỉ vì đi làm thôi đúng không ạ? Không đúng. Có đi theo không, một người đàn ông không, nào khác đúng không ạ? Không đi theo người nào khác hết. Tức là chỉ vì là đi làm thôi đúng không? Ừ, và chồng làm. Của chị có khi là hiểu sai ý chị đúng không? Anh chắc là anh sợ chị bị bắt cóc thôi. Dạ. Chứ chắc cũng không có nghĩ tới là chị đi theo ông nào. Tức là chồng của chị vẫn rất tin tưởng cái tình cảm của chị dành cho đó, chồng chị là chị, tuyệt đối chị đúng không ạ? Chị cũng có nói vậy đó. Không biết là tốt hay xấu nhưng mà chị vẫn mới nói vậy.
Nhưng mà chắc là sợ chị bị lừa hay hoặc là bị bắt cóc gì đó. Dạ. Ừ, nhưng mà chị có nói rồi, để cho em làm vài tháng đi rồi em về. Rồi trong khi chị nhắn tin chứ điện thì chị ít nghe máy lắm. Rồi chắc cũng thấy gì sao đó. Rồi mới đi lên kiếm anh Hải. Trong khi lên kiếm anh Hải thì chị đâu có biết đâu. Dạ. Ừ. Chị đang làm á, rồi gọi cho chị, nhắn tin cho chị bảo là anh khổ sở, anh đi kiếm em. Là ai nhắn tin cho chị? Chồng ha? Ừ. Ô, lúc đấy là vẫn liên lạc được ạ? Liên lạc mà. Ủa sao anh trai nói là không có liên lạc được? Mới lúc nào là hai mấy anh lên đây là mới là liên lạc được bước bước năm bảy bữa mới được. Sau á là cái khúc nào không biết, nhưng mà lúc chị lại là tắt mạng. Dạ. Không có nghe máy ai hết. Tắt mạng hết. Rồi á, bắt đầu mới điện mới nhắn chị mới là em lên mà Facebook mà xem. Dạ. Anh đi kiếm em. Chị lại tưởng đâu là anh chỉ là đi đâu đó anh quay lên mà bình thường cho mình xem thôi. Là không biết là chồng chị như vậy. Là trong kia 3 ngày rồi. Thế bắt đầu chị mở ra một cái là như là bữa hôm kia chị về. Nóng không chị lúc đó kia, cảm giác của chị nóng trong người không? Cảm giác chị ức chế không? Ừ, chị ức chế. Ức chế lắm đúng không ạ? Ừ, chị nói là nếu mà về mà chị giết được chị giết luôn đó em. Ừ. Nhưng mà chị cũng phải hiểu như thế này này, tức là chồng của chị còn rất là thương chị. Và chồng của chị lo cho chị á. Nhưng mà chị cảm giác là chị tức. Tức lắm đúng không ạ? Ừ. Dạ. Là lúc đó là chị xem trong đó là 5.000 mấy người xem rồi đó. Tức là chồng của chị nói là không có đúng với sự thật mấy đúng không? Nhiều câu cô nói sai đúng không? Cái sự thật mấy, bởi vì là chị không có trốn nợ mà anh nói là trốn nợ. Đó nha nha, anh biết chưa? Anh nói vậy chưa? Với là chị cái cảm nhận của chị là chị thấy anh không thương chị. Cho nên là đưa lên vậy á, là có nói đi chăng nữa 100.000 lần đi chăng nữa cũng không bao giờ thương chị. Dạ rồi, bây giờ em xin phép chị cho em hỏi anh ha. Dạ tin anh đây thì ở đây có chắc chắn cái video này đăng lên là rất nhiều cô chú anh chị cùng đồng mẹ sẽ vào xem. Thì sẵn đây thì anh nói luôn, anh có những lời chia sẻ vừa rồi là anh biết là anh chia sẻ đúng hay là sai không? Lúc đầu thì chia sẻ nó là chị vợ tốt nợ đi thì thấy vợ mắc nợ quá, vợ đi tưởng là vợ tốt nợ thôi chứ đó là anh tưởng thôi đúng không? Đúng, anh tưởng vậy chứ anh không biết sao. Và những cái chia sẻ vừa rồi của anh đó nó có đúng với sự thật không? Chia sẻ là hồi trước hồi lúc lên tìm á thì đúng vậy, nó thì vợ mắc nợ vợ tốt vậy thôi chứ anh đâu có nghĩ tới gì đâu. Tức là nhưng mà thực chất thì như vợ anh nói thì vợ anh đâu có phải trốn nợ. Thì mình nghĩ là vợ hết mắc nợ. Đó là anh nghĩ hả? Nói vợ tốt rồi đi thời gian rồi vợ về. Giữa nghĩ và khẳng nghĩ và mình suy nghĩ mình hơi xa một chút. Giữa nghĩ và khẳng định nó hoàn toàn khác nhau. Cái vừa rồi là video trước anh lên tìm vợ anh khẳng định luôn là chị trốn nợ. Và bây giờ sẵn đây thì có tất cả cô chú cộng đồng mạng xem thì anh có lời nào anh muốn nói không? Để cho cô chú hiểu về vợ anh hơn không? Còn nếu mà anh mà không nói thì cô chú hiểu sai về vợ anh thì tội nghiệp chị. Tức là xin lỗi vợ, thì anh có nói sao vợ thì vợ thứ cho anh. Vợ anh nói với cộng đồng mạng sao? Thì cộng đồng mạng có xem video này có em cái nói sai là cộng mạng cũng bỏ qua giùm. Nha, dạ. Em biết là bản thân anh rất là thương chị đúng không ạ? Đúng, rất là thương vợ. Thương mà nghĩ anh nghĩ quẩn. Và anh là người miền Tây, anh rất là thiệt tình đúng không? Rồi, có dạng vậy. Em nhìn thấy anh là rất là hiền. Anh có bao giờ đánh đập vợ anh không? Không sẵn có vợ anh ở đây có không? Không có. Có bao giờ la chửi vợ anh không? Có hồi cần nhận vụ tiền bạc một chút xíu thôi chứ không có là gì nặng nhẹ hết á. Dạ. Đúng. Là em nhìn thấy anh hiền lắm á. Anh có nhậu nhẹt không chị? Không. Không đúng không? Nhưng mà đi đám tiệc đó mới nhậu. Nhưng mà có lo làm ăn không? Cũng lo làm ăn nhưng mà cũng như tính toán thì hơi kém. Dạ. Nhưng mà anh vẫn lo làm ăn và không nhậu nhẹt, không đánh đập chị gì đúng không? Không. Vậy không, là tuyệt vời rồi chị ạ. Không có đánh. Dạ. Mà chị cũng có đâu có ăn ở sao đâu mà đến đỡ nổi cho anh đánh. Dạ. Đúng không? Rất nhiều người đàn ông khác chị ạ. Ừ. Vợ mặc dù vợ không có làm gì hết nhưng mà vẫn kiếm chuyện để đập. Ừ. Thật sự vừa qua thì rất nhiều câu chuyện rất là buồn. Rồi hôm nay là anh và vợ anh nói những cái lời gọi là để hiểu nhau và nói cho cô chú biết đó là sự thật. Thì bản thân anh bây giờ hiện tại thì cảm giác của anh như thế nào? Thì anh mong muốn điều gì? Thì mong muốn điều gì thôi, giờ tha thứ cho anh đi về với chồng với vợ gán nuôi con.
Cũng như sẵn đây thì em cũng nói, chị cũng nói với em là bây giờ, hiện tại bây giờ là chị đang còn giận anh lắm. Dạ. Bức xúc mà giận dữ lắm. Dạ. Là chị nói thẳng luôn, nói thật luôn là chưa, chị chưa về nhà, chị không bao giờ về nhà. Dạ. Để khi nào chị không hứa. Dạ. Nhưng mà khi nào mà cảm thấy mà chị về được, chị về, còn không á thì nếu mà anh cảm thấy mà mệt mỏi chị để chia tay, chị vẫn chia tay chị ra tòa luôn. Dạ. Chứ bây giờ chị, cảm xúc của chị đừng ai nói cái gì với chị nữa hết. Dạ. Đừng ai mà khuyên chị bảo là về với chồng hay là với con. Giờ cả con, cả chồng, cả cái gì chị cũng, giờ bây giờ chị cũng không. Anh tắt giùm em cái chuông xíu nghe ha. Không mà tưởng tượng nổi, em không ở trong cái trường hợp chị, cho nên em không tưởng tượng nổi. Dạ. Cho nên là chị không hứa là sẽ về với anh. Rồi. Thì chị ơi, thì em sẵn đây em nói luôn ha. Thì bên em thì chỉ có, nói chung là chỉ có giúp được cho hai vợ chồng kết nối gặp nhau thôi. Còn chuyện gia đình, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện gia đình nhà ai thì nhà ai nó hiểu chị ạ. Nói chung là chỉ có người trong cuộc mới hiểu, chỉ có chị và anh mới hiểu được rằng là cuộc sống của anh chị như thế nào thôi. Còn bọn em thì không có hề biết gì và không hiểu gì. Và cái gọi là cái quyền mà giữa chị và anh thì cái đó là chuyện riêng gia đình chị ha. Đúng rồi. Thì chị là lần này là chị về gặp anh thì thật sự rất là mừng đúng không ạ? Đúng. Và hôm nay là... Nhưng mà chị nói với em là chị về thì chị đi làm. Dạ. Nhưng mà chị làm gần, chứ giờ không có làm đi nữa, chị cũng không lên thành phố nữa. Dạ. Chị làm để cho người ta hiểu chị. Dạ. Ta biết chị là rằng là chị chưa bao giờ nói dối. Dạ. Để một thời gian sau đi thử xem, chứ giờ chị nói thẳng là chị chán nản, cũng như là buồn, cái kiểu như là chị không thể tả được. Nói chung chị có nhiều một cái tâm tư mà chị chưa anh, có ai để mà có chị chia sẻ đúng không? Nói là tha thứ cho anh nhưng mà thật sự bây giờ thì không, thôi sao chị chưa có ấy được cái gì, cái điều gì hết, không hứa hẹn được cái điều gì hết. Cả con bây giờ anh bảo là về với con mà sao chị bây giờ chị cũng không có cái cảm giác gì luôn. Sao mà chị tức cái tới mức độ đó luôn. Tức lắm đúng không ạ? Nhưng mà em nghe giọng của chị là người Bắc đúng không? Chị người Bắc mà, chị người Thanh Hóa. Dạ, còn anh là người miền Tây hả? Ủa sao cơ duyên nào mà anh chị đến được với nhau? Hai đứa làm chung, làm công ty ha. Rồi gặp nhau cũng quen nhau cũng bao lâu rồi chị ha? Bao năm rồi? 28 năm rồi ha. 28 năm là một thời chặng đường khá là dài ha. Chặng đường đấy thì anh chị cũng đã hiểu nhau rất là rõ rồi đúng không ạ? Thì rồi thì cái video này thì cũng đã nhiều rồi ha. Thì anh trai thì bây giờ thì có cả vợ của anh ở đây rồi, thì giữa anh và chị đã nói chia sẻ nãy giờ rồi, thì anh cũng đã hiểu hết câu chuyện rồi đúng không? Thì bây giờ một lần nữa thì anh xin lỗi vợ anh đi, trước cộng đồng mạng đi, một lần cuối cùng đi ha. Em xin lỗi vợ, tha thứ với anh đi, anh không dám làm em buồn nữa. Chị tha thứ cho anh nha. Tha thứ với anh, về với anh như vậy nuôi con nha. Chị tha thứ với anh đi, chị tha thứ cho anh cái vừa rồi đi ha. Anh làm cho em buồn nữa, anh đừng bù đắp lại cho em. Rất là thương luôn nha, rất là ngưỡng mộ anh chị luôn, thật sự rất ngưỡng mộ. Giờ em nói với anh này đang sẵn ở trên cái em nó mà cho cộng đồng mạng xem mà vợ chồng mình, thì anh trước hết anh về anh nuôi con anh đi, rồi lo làm ăn, sau này em có bình tĩnh bình tâm trở lại á thì em về em lo cho gia đình, còn nếu không á thì từ từ hãy tính, chứ giờ em không có tâm trạng nào để em về nhà đâu. Anh cứ về trước hết, giờ anh nói thì em đi về em kết bạn Zalo anh, thì anh điện thì em nghe máy cho con gặp, cái anh điện hoài em tắt máy hoài, anh đau lắm. Ok, nhưng cần nhớ thôi, chiều nay về thăm con một bữa rồi em đi cũng được. Không vậy á, không về, về thăm con nhớ em khóc hoài ở nhà, nó khóc thì chở nó xuống. Là anh bây giờ biết chỗ của chị rồi đúng không? Không, chị ở nhà em của chị mà. À em, tức là anh vẫn biết đúng không? Xa lắm, 70 cây số rồi. À. Anh xúc động rưng rưng nước mắt rồi hả chị? Thôi khóc hoài chứ gì. Anh khóc hoài, ngày nào cũng khóc nữa. Không có lay chuyển được chị nữa. Bây giờ là chị tâm trạng của chị là cũng như là muốn điên luôn á. Cảm giác đó em hiểu mà, tức là mình không có mà lại không có đúng không? Mà lại nó có mà chị không phải là cái đó mà mình tốt đẹp gì em. Dạ.
gọi là vạch áo cho người xem lưng đó ha. Đúng rồi, vạch áo cho mình người xem lưng đó. Nếu mà có gì đi chăng nữa thì vợ chồng lại nói lại với nhau. Theo anh, nếu mà anh tỉnh táo, anh điện cho chị hay hoặc là mấy đứa cháu của chị, của anh hay là mấy đứa chị hay là mấy người chị hay là hỏi thăm ở cái đó có nên đi hay không, nên làm hay không để ấy mà nhưng mà có người thì xuống bảo em là đi lên đi để không có để không ai xuống thì nó lên đây là không ai xuống hết, không ai xuống, nhưng mà nếu mà không có ai xuống thì cũng có người ta thỏa mãn, người ta nói là chị đi vậy á là chị nổi tiếng, chị nổi tiếng đưa chị lên vậy á là chị nổi tiếng, để thế nào chị cũng về. Chị biết mà. Tức là như thế này này chị, thì chắc theo em nghĩ cái tâm nguyện của anh lúc ban đầu tìm chị á cũng không có ý ác gì đâu. Mà thì đó không có ý ác gì đó, nhưng mà lên đây anh hãy kiếm vợ giùm vậy. Dạ. Cho nên là vậy đó. Dạ thì bây giờ anh cũng biết lỗi rồi ha chị ha. Thì thôi thì chị cũng thông cảm cho anh và tha lỗi ha. Dù gì cũng tình nghĩa vợ chồng ha. Tha lỗi thì biết làm sao nữa em. Dạ. Và hôm nay thì thật sự thì câu chuyện của chị về đây cũng đã rõ ràng rồi, cũng có cả chồng của chị ở đây. Và chị cũng có những cái gì tâm nguyện của chị và tâm sự của chị, nỗi lòng của chị thì chị cũng đã chia sẻ hết rồi, đúng không ạ? Dạ rồi, thưa quý cô chú anh chị, thì vừa rồi là một câu chuyện của hai vợ chồng. Thật sự thì lúc ban đầu thì người chồng đi tìm chị là vợ thì cũng có nói một số gọi là không đúng với lại sự thật. Thì hôm nay chị cũng đã về. Sau khi mà chị xem được cái video thì chị bức xúc, chị cũng đã về và hai vợ chồng đã ngồi lại với nhau để mà nói ra, gọi là đính chính, nói ra để mà cho cô chú anh chị hiểu rõ hết sự thật luôn. Và mong cô chú anh chị hãy nhìn nhận lại những lời chị nói. Thì đây có cả chồng của chị, thì gọi là hai mặt một lời đã nói chuyện với nhau. Thì rất mong quý cô chú anh chị hãy hiểu cho chị vợ, hãy hiểu cho vợ chị vợ và thông cảm cho chị. Nói chung là mỗi người có mỗi cái nỗi khổ riêng. Chuyện gia đình của nhà chị thì nói chung là bọn em không có cái thể nào mà để can thiệp, đúng không ạ? Bọn em chỉ có gọi là giúp đỡ được cho anh chị là kết nối với nhau thôi. Còn cái chuyện mà anh chị như thế nào đó thì tự anh chị nhà mình quyết định ha, và mình bàn bạc với nhau ha. Gọi là trong cuộc sống thì nói chung là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà ai cũng có chuyện hết á chị ạ. Không thể nói là nhà ai cũng tốt đẹp hết được đâu. Nếu mà ai cũng cứ nghĩ là nhà mình tốt còn nhà người khác xấu thì cũng đâu có phải, đúng ạ? Và ai luôn nhìn nhận những cái đúng về mình và không bao giờ tha thứ những cái sai về người khác cũng đâu có được, đúng chị? Thì cái video này em xin phép anh chị cho em được đăng lên các trang mạng xã hội, anh chị có đồng ý không? Anh chị đồng ý đúng không ạ? Dạ rồi, thì em chào anh chị và chúc cho đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và chúc cho chị thật nhiều sức khỏe và luôn vững tinh thần, cố gắng làm việc chị nha. Để mong mà em qua bên dưới này, mong em sớm về quay về bây giờ với anh và nuôi con em. Chị thì ý nguyện của anh như vậy á, ý chị sao? Thứ chị anh nói hồi nãy rồi đó. Dạ. Không có làm em khổ buồn nữa. Thật bây sự... giờ chị chưa bình tĩnh được. Dạ. Cho nên là tức là chị cần thời gian đúng không ạ? Chăng nữa, chị cũng không có về. Dạ, là chị cần thời gian đúng không? Thời gian. Thật sự thì em không phải là em khuyên hay này kia, nhưng mà thật sự thì em nhìn thấy chồng của chị đã thành tâm xin lỗi chị và nhìn anh rất là hiền luôn đó chị. Thì em mong sao thì chị hãy suy nghĩ nha. Thì em không có phải là người như thế nào mà để mà dạy đời hoặc là để mà góp ý cái này kia. Cái này em xin lỗi chị trước nha. Dạ, em chỉ có gọi là một phần nhỏ nhỏ là ý từ lòng của em. Thì em cũng rất mong sao thì anh chị thương yêu nhau và cố gắng xây dựng thôi chị nha. Còn cái việc mà tiếp tục hay không tiếp tục đó là chuyện của anh chị. Em không có một cái tư cách đúng gì rồi, mà để em rồi, em đi đưa ý kiến vào đấy cả. Dạ. Rồi thì em chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe nhá. Thì câu chuyện này sẽ được rõ ràng và cô chú anh chị cộng đồng mạng sẽ nhìn nhận rõ hơn về chị và sẽ hiểu chị hơn nhá. Cảm ơn em và cộng đồng mạng hãy hiểu cho chị thôi, thông cảm cho chị thôi. Dạ dạ dạ. Mong gì hơn. Dạ dạ, rồi em chúc chị nhiều sức khỏe nhá. Và cố gắng giữ gìn sức khỏe để mình làm có nhiều tiền để mình trả hết cái số nợ, để cho hết phải lo lắng chị nha. Hết áp lực. Dạ rồi, em chào chị nha. Dạ dạ, chào anh chị. Dạ.